đây có gốc nở ngành xanh ngọt, nước có nguồn bể cả sông sâu. Người ta sinh trưởng bởi đâu, gốc là tiên tổ ơn sâu rõ ràng. Sinh ra con cháu các hàng, quê hòe thịnh vượng thọ trường, phương anh hôm nay nhân tiết lành, cháu con hiến lễ tâm thành dâng lên, con dâng lên bái nguyện tổ tiên. Chim tung cánh nương nhờ có tổ ngậm chầm, chăm họ gian lao nhớ cô bách điều quý sầu. Nghe ngàn suối dồn nâng một sông, ơn tổ tiên đời đời cũng đức tựa tinh thần nhiệt văng vặt ngàn thu nhớ cô âm quyền sông. Tiên đời đời hương khói cửa họ ta, dòng dõi chấm oanh ngày nay nước tiếng thơm dành. Sơn Hà tổng tu đức giang thần vũ trụ.
dù bao la nhớ nguồn sáng rồi lòng ta. Lãng, thành phố Hải Phòng. Hôm nay là ngày mùng 7 tháng 10 âm lịch năm 2023, là ngày Chủ nhật và chuẩn bị đến ngày giỗ chính của cụ tổ là ngày mùng 10 tháng 10 năm 2023. Các con cháu chắt chút chít các đời của cụ tổ hôm nay hội tụ về đây để làm lễ hương hoa trà quả kính tưởng nhớ tới linh hồn cụ tổ. Đoàn gồm các con cháu chú chít của thành phố, toàn thành phố Hải Phòng về đây và hội tụ cùng đoàn các con cháu chú chít ở tỉnh Hưng Yên cũng đã về để chung một mái nhà của tiên tổ và tưởng nhớ tới vong linh của cụ tổ hôm nay, để nhằm phát huy cái truyền thống của dòng tộc cho các đời con cháu sau này hướng về nơi cội nguồn, hướng về nơi tổ tiên đã sinh ra các cụ công các bà là bề trên của các con, các cháu, các chút, các thít. Hôm nay đứng trước nhà thờ của cụ tổ, các chắt của các cụ là có ông Nguyễn Đình Hoàn, ông Nguyễn Đình Đận và ông Nguyễn Đình Sơn ở Hưng Yên, ông Nguyễn Đình Hoàn, ông Nguyễn Đình Đận là ở Hải Phòng, cùng toàn thể các con cháu chú chít giai gái dâu rể cùng về để tưởng nhớ tới hương hồn cụ. Cháu xin thay mặt cho tất cả đoàn xin kính tưởng nhớ tới cụ tổ và mong cụ dõi theo các đời của các con cháu và phù hộ độ trì cho các con, các cháu, các đời và các ngành luôn có một cái sự bình an trong cuộc sống, có cái sức khỏe và cho các con, các cháu học tập, công tác, lao động và làm ăn luôn được thuận lợi, để cho chúng con, để cho các đời con cháu luôn nghĩ về tới cụ tổ, luôn nghĩ về dòng tộc và hướng về, được về để tưởng nhớ tới cụ tổ. Cây có gốc nở nhanh xanh ngon, nước có nguồn bể cả sông người ta sinh trưởng bởi đâu, gốc là tiên tổ ân sâu rõ
thương. Hôm nay nhân tiết ngày lành, cháu con hiến lễ tâm thành dâng lên, con dâng lên bái nguyện tổ tiên. Họ gian lao nhớ cô bách tiểu quý đời đời công đức tựa tinh thần nhiên văng vặc ngàn thu nhớ thu âm thủy. Đời đời hương khói cửa họ ta, dòng dõi chấm oanh ngày nay, nước tiếng thơm dành. Gọi sơn hà tổng tu đức giang thần, vũ trụ bao la nhớ nguồn sáng rọi lòng ta. Dòng sữa mẹ công cha ai từng thuyền gặp bến, nhờ tay người lái ơn mở đường dẫn lối từ xưa. Nhớ ơn bạch tổ cao gì, nhờ ơn phó tổ như cây có cành. Nhờ ơn có tổ như cây
không được trường sinh vững thế cũng mở đường cho thế hệ mai sau trăm năm. Và giúp về bên này một tí nữa thì là để
cho mọi người biết. Tức là xin giới thiệu với các bác là bà Hưng tức là vợ tôi, tức là có 4 người hôm nay là ngồi đây là đại diện cho dòng tộc của chúng ta. Đấy, mời bà Hưng về đây, mời hai ông đứng lên ạ. Thì mới là mời bà Hưng về đây. Bà cô. Thế bà, và để có khi thế này, bởi vì cái mục này là bộ có lẽ là theo tôi là quan trọng nhất. Không được nào quan trọng bằng một cái. Thế và sau đó nhé, sau lớp chúng tôi nhé, thì đến đấy, thế là hiện tại hôm nay là hai vợ chồng tôi là em Hoàng và em Đậm. Đấy, và hai vợ chồng tôi là ở Hưng Yên cùng với các cháu, các chất là về đây cùng nhau ra các cơ tổ đó. Thế thì như đã tôi nói rồi là bây giờ là cái lớp trai ấy là chúng tôi là ở Hưng Yên là chỉ có một Toàn thì là anh tôi và Tôm đấy là ở Hưng Yên. Thế và ở dưới Hải Phòng này thì là có Hoàng đây thì là anh và cụ Đậm như là em. Thế là chúng tôi bây giờ là còn 4 vị coi như là nam của dòng tộc chúng ta. Thì có lẽ là tôi nghĩ đây là cũng là tứ trụ, đúng không? Đấy, tứ trụ từ cơ sở cho đến trung ương cho đến thế giới chỉ có tứ trụ thôi. Đề nghị chúng ta đấy, thế bây giờ tôi đề nghị thế này này thôi, này rất quan trọng này. Tôi đề nghị tất cả cái lớp mà dưới chúng tôi là con là cháu của chúng tôi thì đứng ngay hàng sau này mà lên đây cho mọi người biết, giới thiệu tên thì không biết được. Đấy, cái lớp là con ông Hoàn, là cháu ông Hoàn, là cháu tôi, là cùng lên đây luôn. Thế thì để phim quay như thế là biết là các vị lên thì sẽ biết anh Diêm, anh Văn, anh Vinh. Và đặc biệt hôm nay về đây á, của anh Vinh sẽ là trưởng của chi họ Nguyễn Đình ở trên Hưng Yên. Mời anh Vinh đứng lên đấy, và các em của anh Vinh ở Hưng Yên lên đây đấy. Vâng, xin mời các em thôi, các em của anh Vinh, các em của anh Vinh là đây rồi, là em mùa có đây rồi, vi rồi em, vi rồi em, lát tí cũng mời chúng tôi đi lên cho lên đấy. Bên phía Hải Phòng thì chúng ta lên sau. Bên phía Hải Phòng chúng ta lên sau để các bạn chỗ để dễ thiệu nhau xem phim đấy nhé. Bây giờ lúc kia là các em đứng yên, là các em đứng yên. Thế mà đề nghị là bốn bạn có ngồi xuống để chúng ta có các chấm được không? Thế và bây giờ mời các cháu là ở Hải Phòng. Hải Phòng là các cháu đây nè, là cái lớp là cháu của tôi, là tôi là chú đấy, thì lên đấy, và ông Hoàng của chú, ông Hoàng của bác, đấy, cháu đi lên đi. Thank you.
nở anh xanh ngọt. Tiền Lãng quê hương ơi,
Tiền Lãng quê hương ơi, ta yêu xuống.